时尽在一时退了速上方，一拳你即杀从地震天动，举起手享受是你置身半空，风光送了终，下天再故宫，问问世一刻即将登上，望别世。有人在进攻，越练越勇，热血有气性与冲动，又是命中，心中的火焰更闪动，越负越重，汗血里在乎我的梦，不惜自信，激出一片天空。Cậu vào phòng của sếp Dương làm gì? Anh coi tôi là trộm hả? Anh coi thì khám xét tôi đi. Anh chỉ là một tên bảo vệ thôi. Cậu làm gì vậy? À, alo anh Cường, có người trộm đồ ở công ty. Anh hành động ngay đi. Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh không dễ thoát tội vậy đâu. Tôi không ăn trộm. Tôi không hổ thẹn với lương tâm của mình. Có người muốn trả thù tôi, là anh ta, là anh ta đó. Nguyên tắc cũ. Phải rồi, đường thập nhất của 10 năm trước đã quay lại. Đánh gì mới đúng chứ. Đánh đi, đánh đi, đúng rồi, hay lắm. Hay lắm. Đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Còn sao vậy? Đánh tiếp, xuống chiêu đi. Đánh đi. Anh luôn muốn tôi quay lại đánh boxing. Tôi sẽ để cho anh đánh. Đánh đi. Vậy đâu phải quy tắc cũ. Ai thắng ai cũng rõ rồi. 10 năm trước, người cùng nói quy tắc cũ với anh đã thay đổi rồi. Cậu là anh em tốt của tôi. Cậu là Du Huyền Anh mà trốn đi đâu? Đi làm bảo vệ à? Cậu làm sao vậy? Cậu ở lại đây, chúng ta cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Nhìn tôi đi, tôi đã từ bỏ lâu rồi. Chỉ là cậu cố ý từ bỏ đó thôi. Nếu như tôi có sự lựa chọn, tôi chấp nhận cả đời này không bước lên võ đài nữa. Nếu anh còn coi tôi là anh em thì đừng ép tôi. Đừng kêu dẫn tới tìm tôi nữa. Cái mà anh nói xây dựng sự nghiệp, nói tôi là Du Huyền Anh gì đó, nó không liên quan gì tôi. Tôi chỉ muốn cậu có cuộc sống khá hơn. Tôi chỉ muốn có cuộc sống yên lành ổn định, ráng nuôi dạy con cho tốt. Chuyện cũ trước đây tôi không muốn nghĩ tới nữa. Anh bảo vệ, anh bảo vệ. Anh Tập Nhất. Thiệt tình nhìn không ra, thì ra anh lợi hại như vậy. Còn tôi cũng đang học đánh boxing ở The Champ nè. Cậu lại muốn gì nữa đây? Tôi muốn nói xin lỗi. Xin lỗi anh. Tôi đã biết sợi dây địch đó không phải là anh lấy trộm đi, là anh trong sạch. Cậu là cảnh sát hả? Cậu nói với tôi cũng đâu có ý nghĩa gì. Tôi bị mất công việc, không có thu nhập, đã thảm rồi. Đừng có giở trò đó với tôi nữa. Tôi luôn đứng về lẽ phải. Tôi nhất định sẽ giúp anh lấy lại công bằng. Muốn tôi tự thú, cậu có điên không hả? Hay là cứ cho nó qua luôn đi. Đừng có làm lớn thêm nữa mà. Tôi cũng muốn bỏ qua chuyện này, nhưng mà tôi còn có lương tâm. Chúng ta không thể đổ tội qua cho người tốt được. Người ta phải làm việc này để kiếm tiền nuôi con, cậu lại đổ tội cho người ta. Thập nhất xảy ra chuyện, con trai của anh tính sao đây? Cậu bị điên hả? Kêu tôi tự thú, tụi tôi khờ chắc. Anh ta là Bạch Đại Dĩ, người trộm sợi dây nịch là anh ta. Bạch Đại Dĩ,
Cậu bị tình nghi trộm đồ, mong cậu hợp tác để chúng tôi điều tra. Không có, tôi không có. Đừng nói nhiều nữa, camera quan sát đã quay lại quá trình anh lấy trộm đồ. Được anh đi. Đi mau, đi. Mời anh. À, chị Susan, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Chị Đường Thập Nhất xử lý thế nào? Chúng ta có nên tới sở cảnh sát quỷ án không? Anh ta vô tội, quỷ án xong anh ta có thể về làm việc lại. Anh Cường à, nè, nói chuyện này lát nữa tôi sẽ gọi điện thông báo cho Thập Nhất. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy mọi người cách đánh bao cát. Giờ thì huấn luyện đầu tiên sẽ dạy cách quấn băng để tránh bị đau tay. Đầu tiên các bạn sẽ quấn băng ở phía trên mu bàn tay, rồi quấn qua cổ tay, quấn qua đầu ngón út, sau đó quấn vào ngón tay chính giữa, quay lại phía sau, quấn ở ngón tay cái, sau đó quấn tiếp ở cổ tay. Đã hiểu chưa? Hiểu. 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 À, anh Hào, à, thật ngại quá, phiền anh chỉ lại lần nữa đi. Đừng có cười, chút nữa các bạn cũng đánh giống vậy đó. Tại sao cậu ta lại đánh như vậy? Là vì không biết cách đánh nhìn thẳng trọng tâm. Đánh bên này nó sẽ đập lại mình. Cái ghế huấn luyện viên còn thiếu, anh sẽ ráng thuyết phục cô ấy. Anh nói chắc là được đó ông chủ. Tập sư một chút. Anh Định, anh Định. Là phiền chút, là phiền chút. Đây là vợ tôi, có chuyện gì không? Chị Định, chào chị. Thật ra chuyện là như vậy, tôi và Đường Thập Nhất là đồng nghiệp, công ty có chuyện muốn liên lạc với ảnh, nhưng mà gọi điện cho ảnh hoài mà không được. Anh có cách nào tìm ảnh không? Chúng tôi cũng không biết nữa. Vậy đi, tôi biết con trai của ảnh đang học ở đâu, tôi sẽ thử tìm giúp cậu. Hay là chị cho tôi địa chỉ và số điện thoại để tôi trực tiếp liên lạc với ảnh có được vậy không? Không tiện lắm, tôi sẽ kêu anh ấy gọi cho cậu. Cũng được, nhanh một chút nha, nếu trễ quá tôi sợ anh ấy sẽ bị mất việc đó. Được rồi, luyện tập đi. Cảm ơn anh. Em nghĩ Thập Nhất sao lại cố tình mất tích? Trốn anh còn chấp nhận được, ngay cả công việc cũng trốn luôn sao? Để em gọi hỏi bé Cát xem sao. Anh thật không hiểu Thập Nhất đang nghĩ gì. Anh hiểu mà, Thập Nhất không nỡ bỏ nghề là chuyện bình thường mà. Anh biết, cho nên anh hy vọng Thập Nhất có thể làm lại từ đầu. Chúng ta có hôm nay là cũng nhờ vào Thập Nhất. Năm đó cậu ấy tung hoành ngang dọc qua Thái Lan cùng mình, chẳng có kế hoạch gì hết, luôn nghĩ cho chúng ta, suốt ngày chỉ đánh nắm thôi. Nhưng mà anh chưa làm được gì cho cậu ấy. Trong lòng anh lúc nào cũng dây dứt. Thập Nhất có khiếu đánh Quyền Anh, cậu ấy không nên bị như vậy. Ông xã, anh có biết tại sao năm đó anh muốn qua Thái học võ, em đã không do dự đi cùng với anh không? Bởi vì em biết anh nhất định sẽ làm được chuyện lớn, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhưng mà Thập Nhất đâu có giống anh. Nhưng bản thân anh ấy cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ. Tại sao anh không quên nó đi? Chuyện cũ đó đã qua 10 năm rồi, mọi chuyện cũng không thể quay lại được. Thập Nhất không muốn đánh Quyền Anh lại chính là vì anh không muốn nhớ lại chuyện cũ đó nữa. Con gái của chúng ta cũng đã 9 tuổi rồi, nó cũng có suy nghĩ như mình, rất là hiểu chuyện. Muốn gì là Thập Nhất chứ. Thi kỷ mới nhất, mạnh nhất vũ trụ, chống trơn trượt, chống sốc hiệu quả. Bà hay nói là đi lâu, đứng lâu chân sẽ bị đau mà. Con đã đặt hàng này lâu lắm rồi, sáng hôm nay công ty mới nhập hàng về, con lập tức lấy nó về tặng cho bà đó. Nè ba đổi chân kia đi. Mà thấy kiểu dáng này rất là đẹp. Dĩ nhiên rồi. Chú Nhân à, chúc mừng chú nha, có người con hiếu thảo như vậy. Ê, chỉ là loại hàng bình thường thôi, thì quan trọng nhất là biết chịu được cực. Nè ba nói vậy là sao chứ, nhất định ba phải làm tới 100 tuổi mới nghỉ hưu, nếu không ai nuôi con đây hả? Trời ơi, câu này mà con cũng nói được nữa. Nè, con ăn cái gì mà lớn được như vậy chứ? Ăn tàu hũ. Tàu hũ của tiệm Hòa Thuận, hương vị thơm ngon nhất, phải không quý vị? Phải không? Làm ăn cho con 2 ly tàu hũ đá, một chén đậu hũ trắng, thêm một miếng đậu hũ chiên, con mua đem về. Được, nè tức để lấy tiền nha. Đậu hũ đá. Tàu hũ đá 14, đậu hũ miếng 14, đậu hũ chiên 15, 39 đồng. Chú ơi, chú tính lộn rồi, đúng ra là 43 đồng. Chú mà tính lộn hả, của con 39 đồng. Chú thu tiền của con bị thiếu rồi, thu 43 đồng mới đúng. 2 ly tàu hũ đá 14, chén đậu hũ trắng 14, thêm hộp đậu hũ chiên 15 nữa, không phải 43 đồng hay sao? Thằng bé Cát mới học lớp 4 thôi mà tính toán còn nhanh hơn con. Con cũng rất thật thà, chú lấy tiền thiếu mà con cũng không tham lam. Ba, cho nó thêm một miếng đậu hũ đi. Không cần đâu, ba con nói không được tùy tiện lấy đồ của người ta. Con coi ba nói vậy hay chưa. Ba của người ta rất là gương mẫu đó mà. Thằng nhóc này lúc nào cũng muốn chọc ba hết hả? Đây đây, đậu hũ chiên nữa nè. Bà chủ ơi, con trả tiền nè. Ngoan quá, ngoan quá. Nè con cầm cẩn thận, coi chừng bị đổ đó. Làm phiền bà chủ, chúc bà buôn bán đắt. Nè, biết tình nó là bé Cát nữa, bắt về nó hả? Không có thân lắm mà, nhưng mà nhà nó ở trên sân thượng của chúng ta, hôm qua mới dọn đến. Mà thằng nhóc này thật là nhanh nhẹn nha, một mình nó cũng như ba nó đem hết đồ đạc dọn vào trong nhà.
Thằng bé này cũng rất tội nghiệp, tuổi còn nhỏ mà phải mất đi má ruột. Nếu như con dâu nhà mình chịu sinh con á, thì cháu nội của mình chắc cũng bằng thằng Cát đó rồi. Nếu chúng ta có được đứa nữa thì tốt rồi, cả nhà được đầm ấm vui vẻ. Má, không cần xấu hổ, xin đến 99 cũng được mà, thật bà má già, chăm con bò cũng được vậy. Được rồi, má sinh thêm, con nuôi nha. Ủa, thằng nhóc đó làm gì mà thập thò ngoài đó vậy? Mời mời ngồi, má vô mời khách, con xem thử đi. Mời vào, mời vào. Xin hỏi cô muốn gọi gì? Nè nè anh bạn nhỏ, cái bàn để máy vi tính này đã cũ lắm rồi. Con xài được mà. Nè nè nè, con ngoan lắm, biết tiết kiệm nữa. Hôm nay con gặp được chú ha, chú mang giùm con. Dạ không cần đâu, tự con mang lên một mình cũng được. Anh bạn nhỏ còn rất có khí phách. Chú là Tất Gia Thành, con cứ kêu chú là Tất đệ được rồi. Xin chào con. Con tên Đường Cát. Ừ, hộp thức ăn này con tự cầm lấy đi. Đi. Má, con mang cái bàn này lên lầu. Cẩn thận nha chú Tất Đệ. Để đâu đây? Chú để ở đầu giường bên đó đi. Nè, để chú đem mấy cái này xuống giùm con nha. Dạ được. Nè, có cần cắm vô máy vi tính không? Không cần đâu, chuyện đó tự con làm được. Là con nít không được nói dối đó. Thiệt đó, một mình con làm cũng được mà. Thật ra cũng dễ thôi. Lần đầu tiên là gắn dây nguồn của máy vi tính vào CPU, tiếp đó gắn dây mạng vào, sau đó định vị PPOE, rồi khởi động IE của máy vi tính lên, rồi nhập vào địa chỉ 192.168.1.1 thì có thể thay đổi tên người sử dụng và mật mã rồi. Sao con thông minh quá vậy? Ai dạy cho con biết hả? Là ba con đó. Sửa chữa đồ điện, làm điện nước gì ba con cũng biết làm hết. Ba của con giỏi quá. Ba của chú hả? Chỉ biết cằn nhằn chú thôi. Nhưng ngày nào chú cũng được ăn tàu hũ miễn phí mà. Nè, ba của con làm nghề gì? Làm bảo vệ. Nhưng mà dạo này ba thường bị người xấu vu khống, cho nên ba không có được vui. Con yên tâm đi, mấy người xấu đó hả, nếu như ăn tàu hũ cho bị chết sặc luôn. Đúng đó, đúng đó. À dạ, ở rồi. Chà, con cũng thích chơi robot mini sao? Hồi nhỏ chú cũng rất thích chơi vậy. Ây da. À, cẩn thận coi chừng tấm hình đó. Yên tâm đi. Ý, người trong hình là ba của con sao? Dạ phải. Chú Đình nói hồi xưa ba con đánh rất lợi hại. Tấm này là chú Đình tặng cho con. Ba con không có biết gì đâu. Hên quá. Hên còn hơn máy bay đụng phải nhiều giấy nữa. Thì ra đường thập nhất là ba của con sao? Sao chú lại quen biết ba con vậy? Anh Thập Nhất, anh Thập Nhất, báo cho anh một tin vui. Chuyện hôm đó đã điều tra rõ ràng, anh phục chức rồi. Sao anh khờ quá vậy lại đi tắt điện thoại chứ? Nè, anh mau gọi lại cho anh Cường đi. Ê, tôi biết là anh vẫn còn giận. Con người của tôi phân rõ trắng đen, thằng nhóc thúi bạch nó vô ăn giá hoài cho anh. Nè, nhưng mà tôi cũng đã vì anh vì nghĩa việc thân rồi mà. Trong lòng tôi cũng thấy rất là khó chịu. Tôi có đi tìm anh rồi, nhưng mà chủ nhà của anh nói anh đã dọn đi, là đồng nghiệp với nhau. Anh có chuyện gì cần giúp đỡ, anh cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ giúp. Vậy cho tôi mượn 50.000 đi. Khi nào trả lại tôi cũng chưa biết. 50.000? Vậy thì đừng ở đây quấy rầy tôi. Trả ra đi. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cho anh. Bộ cậu bị điên hả? Nhiều lắm thì tôi cho anh mượn trước mấy ngàn đồng. Trong tài khoản của tôi chỉ còn bấy nhiêu thôi. Cậu đâu cần phải nghiêm túc vậy. Tôi chỉ nói giỡn thôi. Nghỉ việc không có thu nhập, tôi có tay có chân, có bằng lái xe ô tô. Còn cậu gọi điện thoại không được vì tôi quên nạp tiền vô máy. Căn phòng tôi thuê ở nhỏ quá nên muốn dọn đi mà thôi. Sáng nay anh Cường đã gọi điện thoại cho tôi rồi, mai tôi đi làm. Hại cho tôi phải chạy đôn chạy đáo. Thập Nhất, chà, còn lại lau xe sạch bóng cho tôi nữa đó hả? Đương nhiên rồi anh Hữu, đây là công cụ mưu sinh của anh mà, đương nhiên phải tốt cho nó rồi. Xăng cũng đổ đầy rồi. Dạ cảm ơn nha, mấy chuyện lặt vặt này để tôi làm được rồi. Không có gì. Cảm ơn cậu nhiều nha. Nè nè, đi đâu vậy? Cậu có đói bụng không? Phía trước có bán nhiều đồ ăn, tôi mời. Xe máy của cậu hả? Đúng rồi, tôi chở anh. Cũng được. Chiếc xe này của tôi, bình thường chỉ để chở người đẹp thôi. Coi như anh cũng có duyên, lên xe đi chú Hai. Còn gọi tôi là chú Hai tôi không tha cho cậu đâu. Đừng có chạy nhanh quá nha. Nè, anh cũng đừng có ôm cái eo của tôi đó. Lôi thôi quá, chạy đi. Nè nè, bên kia bán thức ăn ngon kìa. Cậu ở đây đợi tôi một chút. Nè nè,
Tiệm bên kia có bán thức ăn, một khách chỉ có 30 đồng rẻ lắm kìa. À cô à, xin hỏi có giáo trình dành cho học sinh cấp 1 lần đầu tiên đánh đàn hay không? À có, giáo trình dành cho học sinh cấp 1 mỗi tuần có một tiết. Mỗi tiết là 45 phút, từ thứ 2 đến thứ 6 thì phải trả là 660 đồng. Vậy xin hỏi cô có cái nào mà... Đương nhiên là mỗi giá tìm một món hàng rồi. Như vậy đi quý khách à, mời em qua bên kia xem thử. Hay quá, làm phiền cô. Nè anh coi, cây đàn này rất thích hợp cho các em học sinh lớp 1, 35.900 đồng, đang trong giai đoạn giảm giá. Cái này đơn giá hơn 30.000 đồng. Làm phiền cô. Hay vậy đi, anh cứ cầm đơn giá này về nghiên cứu trước ha. Được, để tôi về nghiên cứu lại ha. Nè, bộ muốn cho bé Cát học đàn hả? Phải đó, thằng con của tôi rất thông minh. Tôi lượm được cái đàn điện tử đem về nhà, nó đàn nghe rất hay. Có lẽ nó có di truyền năng khiếu bẩm sinh từ má nó, vừa mới sinh ra đã biết đàn rồi. Đi học đàn tốn nhiều tiền lắm. Nếu muốn học đàn để chơi thôi thì còn có thể ha. Chứ anh cứ nhất quyết đòi mua cây đàn đó về thì anh cũng thấy rồi đó, có giảm giá thì một cây đàn cũng phải mấy chục ngàn, còn học phí học đàn nữa. Con trai của bạn tôi cũng học tới 7 lớp, học 45 phút phải trả 1.500 đồng hả? Mỗi tuần học một tiết, mỗi tháng tính ra là 6.000 đồng, bằng nửa tháng lương đó, tiền học đàn, còn tiền ăn tiền ở thì sao đây? Nhưng mà tôi nghĩ đến lúc con tôi học tới 7 lớp có lẽ tôi cũng đã phát tài rồi. Đây nè, anh có hỏi thằng bé Cát thích học đàn hay không chưa? Nè, quán sushi ở bên này nè, tôi đói bụng ăn lắm sushi rồi. Ăn sushi cái gì chứ, ăn hamburger đi, 20 đồng một phần, vừa có khoai tây chiên lại có ly nước ngọt. Nè, làm gì keo kiệt quá vậy? Phải đi dành tiền mua đàn chứ. Tiện đường chúng ta tới chợ luôn, tôi muốn nấu canh cá cho bé Cát ăn. Ý anh muốn tôi chở anh đi chợ chứ gì, người cha tốt. Con trai của tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, chẳng lẽ cứ để cho nó ăn đồ hộp hoài. Cũng đúng. Ê, khoan đã, dừng xe. Nè. Đánh nó đi. Dừng tay, không được đánh. Đứng lên. Sao lại đánh nhau chứ? Bạn ấy chọc ghẹo con trước mà. Cậu cũng đâu có hiền đâu. Cậu đứng lại cho tôi. Đứng lại. Con muốn làm gì? Học xong ở trường không phải còn học thêm sao? Bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không được đánh nhau. Sao không chịu nghe lời ba? Đâu phải, tại tụi nó. Dù tụi nó không đúng, cũng không được ra tay đánh người. Ba cũng xấu vậy. Con nói gì chứ? Người xấu. Về nhà ba sẽ dạy con. Con không muốn về nhà. Không muốn về nhà. Cát, chuyện gì vậy Cát? Bắt được con sẽ biết tại ba. Nè, anh nhìn kìa, đồ đạc của tôi bị mấy thằng nhỏ vô giáo dục là bừa ra như vậy kìa, lộn xộn hết cả lên rồi. Tụi nhỏ chạy đi đâu hết rồi? Nè, hồi nãy thằng Cát nó có lòng tốt nhặt lên giúp cho tôi, cũng bị mấy thằng nhóc đó đánh nó. Trời, cháu Cát sao vậy? Quần áo sao bị dơ hết vậy? Chà, tội nghiệp quá đi, có phải bị té ở đâu không? Đánh nhau với người ta đó. Vậy cháu vô đi, bà thoa thuốc lên cho. Mau vô trong đi. Thật ngại quá, làm phiền bác. Hàng xóm với nhau, cậu khách sáo làm gì chứ, nè ngồi xuống đi. Uống chút nước mát giải khát đi nha. Thái độ con vậy là sao? Con không vừa lòng thì nói, đừng tỏ thái độ chứ. Con cũng rất muốn nói, nhưng bà đâu có để cho con nói. Cậu uống ly nước đậu này trước đi. Thập Nhất, anh thích làm người tốt rồi. Thì ra bé Cát có lòng tốt, giúp cho bà gia cha lượm đồ lên. Anh cũng biết còn la nó nữa. Bà lượm gia cha đó nói cho tôi nghe hết rồi. Mấy thằng nhóc đó muốn chọc phá bả, đem hết đống bìa cứng đổ đầy ra ngoài đất. Bé Cát đó mới nhặt lên dùng cho bả, muốn bảo vệ cho bả. Không ngờ lại bị tụi đó dây đánh nữa. Giúp đỡ người già, cháu giỏi. Nè Cát à, rốt cuộc là ai thắng đi? Đương nhiên là con rồi. Giỏi lắm. Con còn nói nữa, nếu như đánh nhau có thể giải quyết vấn đề thì trên thế gian này không cần có cảnh sát và luật sư rồi. Dù mấy thằng nhóc đó không còn ăn hiếp mà lượm dây chai đi nữa, không phải chúng biết đã làm sai mà vì tụi nó sợ bị đánh. Nè, chị chẳng lẽ bị người ta đánh cho một cái đồ quay qua qua nghênh người đánh mình sao? Theo lý thì đúng vậy. Nè, riêng bản thân tôi cũng không đồng tình việc đánh nhau, nhưng mà lúc cấp bách quá phải dùng tới bạo lực cũng là chuyện bất khả kháng thôi. Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy mấy Cát giống như mấy thằng vui nhường bị người khác ức hiếp thì chạy trốn vào nhà vệ sinh? Mấy Cát, chú ủng hộ con, ủng hộ hai tay luôn. Nè bé Cát à, cháu đừng nghe lời chú Thành nói, chú ấy dạy hư cháu đó. Nè, làm anh hùng cũng sai sao? Bà mặc kệ con là anh hùng hay là chú hùng gì đó, ý của Thập Nhất là dùng bạo lực không thể giải quyết vấn đề được. Làm chuyện gì cũng phải nói tới lý lẽ mà, có gì không phải đi báo cảnh sát. Nguy hiểm ở gần, cảnh sát ở xa là lời bà dạy con mà. Con thiệt tình, mình có lý thì không sợ ai, vô lý mới phải sợ người khác. Người ta dạy dỗ con trai liên quan gì tới con chứ? Nếu con không vừa bắt thì đẻ một đứa ra rồi dạy dỗ đi. Nè, sao bà lại nói con? Nó cũng nói vậy đâu, con bằng cho bố Cát thôi mà. Bà xã bà không biết đó thôi. Mọi người đừng cãi nhau nữa mà. Phải rồi, hai cha con tôi chỉ thảo luận chút thôi. Nè Cát à,
con giúp người ta là đúng. Nhưng sau này nếu có chuyện gì á, con phải tìm người lớn giúp đỡ, không được phép đánh nhau, có biết chưa? Dạ biết, sau này con sẽ không đánh nhau nữa. Bé cá còn nhỏ mà biết nghe lời con suốt ngày chỉ biết cãi bướng. Thật không? Thật ngại quá à, mong cậu đừng chê cười. Nè bé cá, con hại chú bị ba chú la đó, có gì được cho chú không? Nếu đi vậy con sẽ tặng chú con robot đồ chơi của con. Chú muốn có ba con? Không chịu. Vậy thì hai con. Một con thôi. Con nó keo kiệt giống y như ba của con vậy. Nè nè, đi đâu vội quá vậy? Có trộm hay là có người bị ngất vậy? Có sếp mới tới nhậm chức, chẳng lẽ cậu không biết? Sao tôi cũng biết chuyện đó vậy ta? Là ai vậy? Nè, tới giờ rồi. Thôi được rồi, nữa, tôi sẽ nói cậu. Nè chú Minh, báo cáo, có sếp mới tới nhậm chức. Con đoán nhất định là ở trên đường xuống. Nè, chú đoán thử coi. Ông Dạng sẽ bị xử như thế nào? Chuyện đó là lẽ đương nhiên rồi. Xin chào cô Tề, mời đi lối này. Chào cô Tề. Đồ đàn bà thối, dám đối diện tôi hả? Đâu sao ra? Nè, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Buông tôi ra. Tôi muốn tới gặp ông Dạng mà. Tôi không bỏ qua đâu. Đồ đàn bà thối. Tôi xin lỗi cô Tề. Tôi xin lỗi. Cô Tề, có cần quay về thay quần áo không? Mau cởi áo của anh ra. Hả? Bước đầu tiên, chúng ta phải gây dựng lại hình tượng của công ty Tân Điền. Trong vòng một năm, tôi phải sản xuất ra một loạt quần áo thể thao thời trang. Phải lấy thời trang lên làm đầu. Tôi tràn đầy lòng tin sẽ bán được nhiều sản phẩm, 20% đến 25% hàng bán. Tờ Bánh Quy, cô làm vậy là sao? Sao họp mà không thông báo cho tôi? Việc của họp này không cần anh tham dự. Chuyện này không phải mình tôi quyết định được. Tôi cũng họ Dạng. Dù sao cũng là tổng giám đốc hành chính của công ty Tân Điền, là hội đồng quản trị trực tiếp ủy nhiệm tôi làm. Tôi cũng là do hội đồng quản trị trực tiếp bổ nhiệm. Chức vụ của tôi là tổng giám đốc kinh doanh. Quyền lực của tôi bao gồm quản lý tất cả bộ phận, bao gồm cả anh, tổng giám đốc hành chính. Còn Dương Chấn Sơn thì sao? Có đuổi việc người của tôi thì cũng nên báo với tôi một tiếng chứ. Người của anh? Người đã đổ sơn vào tôi hả? Đúng vậy đó. Với riêng chuyện này tôi cũng đủ báo cảnh sát rồi. Thậm chí tại sao tôi phải đuổi việc anh ta, lý do đó cũng đủ rồi. Cô! Giám đốc Dạng, xin anh đừng lãng phí thời gian của mọi người. Trong bản hợp đồng có ghi rất rõ ràng phạm vi quyền hạn của tôi rồi. Còn nếu không, anh cứ đến hội đồng quản trị để hỏi cho rõ. Ông Dạng, dạ, mời. Cô giỏi lắm. Có bản lĩnh thì đuổi gì tôi luôn đi. Chúng ta tiếp tục. Phải làm sao để đánh vào thị trường nội địa? Mời mọi người xem bản kế hoạch. Kế hoạch. Sao cái nào cũng mơ hồ như vậy? Nhân viên công ty này làm ăn kiểu gì vậy? Thông báo với tất cả mọi người, 9 giờ sáng mai họp. Những tài liệu công ty 10 năm trước, như là sản xuất thành phẩm, đối tượng mua hàng, sản phẩm dễ tiêu thụ. Được rồi, sáng mai đem đến. Dạ được, vậy tôi đi làm việc. Mời vào. Chào cô Tề, làm phiền cô. Anh tìm tôi để lấy áo khoác hả? Không phải. Vậy anh có chuyện gì? Anh nhân viên hồi sáng đã tạt nước sơn vào người cô, còn đang đứng trước cổng đợi cô. Dương Chấn Sương, sao các anh không đuổi anh ta đi? Con đường đó là của nhà nước, tôi đã có quyền đuổi hắn. Vậy tôi phải làm sao? Tâm trạng của anh Dương đó vẫn còn kích động dữ lắm. Anh cứ nói là muốn gặp cô, tôi sợ anh lại quấy rầy cô. Vậy khi nào cô tăng ca thì thông báo với đồng nghiệp, chúng tôi sẽ phái người đưa hộ tống cô ra ngoài. Ok, tôi sẽ gặp anh ta. Cô Tề. Chào cô Tề. Anh tìm tôi. Cô Tề. Cô Tề à, sáng nay tôi nhất thời hồ đồ, tôi muốn được xin lỗi cô. Anh đứng lên đi. Công ty có đuổi gì thì cũng trả tiền bồi thường rồi. Chiều hôm nay tôi không báo cảnh sát, coi như nhân nhượng anh lắm rồi, còn muốn gì nữa. Tôi xin cô mà, tôi cũng đã gọi điện cho sếp chủ ở hội đồng quản trị rồi. Sếp ấy nói chỉ cần cô đồng ý cho tôi được làm lại là tôi được sống rồi. Tôi xin cô cho tôi làm việc lại đi, tôi không thể mất công việc này được đâu. Tôi đã cho nghỉ mười mấy người. Ai không có gia đình, ai không có trách nhiệm phải gánh vác. Tôi đuổi việc anh bởi vì anh làm không được việc. Nếu như anh thật sự làm được việc, dù cho anh có đổ thùng sơn lên người tôi cũng không đuổi việc anh. Nếu cô không chịu cho tôi đi làm lại, tôi sẽ chết cho cô coi. Nè. Anh kề dao lên cổ làm gì? Con trai lớn của anh cũng chỉ vừa mới sang Anh du học. Giờ trước và giờ hiện tại của anh đang cần anh nuôi. Nhà anh hiện vẫn chưa trả tiền xong. Bây giờ nếu như anh muốn chết ở đây, người tổn thất nhiều nhất là gia đình anh chứ không phải tôi.
Bây giờ anh rời khỏi công ty cũng có phần tốt, chí ít thì anh cũng có tiền bồi thường. Sau này hả, rất khó nói lắm. Anh hiểu chưa? Công ty sẽ không trọng dụng anh đâu. Dù bây giờ anh có cầm dao đâm tôi cũng không thay đổi ý kiến. Những chuyện mà tôi đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. Alo. Hey, bà phải đi mua đồ ăn mà, cho nên về trễ một chút. Con có đói thì ăn bánh quy trước đi. Ba ơi, ba nhìn sang phía đối diện nè. Ba đã dặn con nhiều lần rồi, không được chạy một mình mà. Con đâu có ra đường một mình đâu. Con đi chung với chú Dĩ Đình và cô Poly tới đây mà. Cô chú nói mời ba đi ăn cơm đó. Cảm ơn cô. Nè bé Cát, đây đều là những món con thích ăn đó. Thấy đủ chưa hả? Hay là cô gọi thêm nha? Dạ đủ rồi, ăn không hết, ổn lắm. Nè, hồi trước ba con và chú ở Thái Lan ăn ít nhất cũng một tô phở kiểu Thái, một con gà chiên nè, cầm nguyên con mà ăn luôn đó. Vậy hả? Ừ. À, phải rồi ba ơi, chừng nào ba mới cho con qua Thái Lan để thăm bà Trần vậy ba? Bà Trần là người đã nuôi con lớn hả? Dạ phải. Bé Cát nè, hay là chúng ta ra ngoài chơi chút đi, chút nữa về rồi mình ăn tiếp có chịu không? Ừ? Con cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô Polly. Hay quá, đi mau. Nè, nhanh lên. Đi con. Sao vậy? Còn tới nữa. Lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi mà. Tôi biết là nắm đấm của tôi không bằng cậu, chỉ là tôi là người chậm tiêu, miễn cưỡng sẽ không vui. Tôi hiểu, cậu không muốn nhắc đến chuyện hồi đó, thì sau này tôi sẽ không nhắc nữa. Nhưng mà cậu đừng có chơi trò mất tích nữa. Vậy cũng được. Tôi biết là anh muốn tốt cho tôi, thỏa thuận vậy đi. Được, những chuyện không vui hãy quên hết nó đi. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu nè. Anh nói gì với thằng Cát rồi hả? Không có. Sư phụ biết cậu đã về đây rồi là tôi nói đó. Những người ở bên đó đó đều rất là lo cho cậu. Tôi tưởng là cậu đã dẫn thằng con đi trốn ở rừng sâu hay là vùng núi thẳm rồi. Cũng may là nửa năm trước tôi gặp được cậu ở đây, chứ nếu không tôi sẽ như tên điên đi khắp nơi tìm cậu. Sư phụ đã từng cho người qua Thái Lan để tìm cậu. Cậu cũng hiểu tính cách của sư phụ rồi đó. Tuy ngoài miệng thì không nói ra, nhưng mà trong lòng rất là lo lắng cho cậu. Tết nhất lễ lộc gì, ngày giỗ ngày sinh nhật gì của sư mẫu, sư phụ cũng đều trông ngóng cậu đến. Cậu không xuất hiện thì cũng nên gọi điện báo cho thầy chứ. Tôi đã dặn anh đừng nhắc tới tôi nữa mà. Thì bây giờ tôi đã nói với thầy rồi, vậy cậu tính sao? Không lẽ cậu muốn sư phụ đến trước cổng đón tiếp cậu à? Biết rồi, để tôi suy nghĩ lại đã. Cậu suy nghĩ là đi, sư phụ coi cậu như là con ruột vậy đó. Bên hội thể dục Quyền Anh vừa mới công bố tình hình đăng ký. Bên tổ A của Nam có 7 nhóm, có tới mấy chục võ quán muốn tham gia. Võ sinh thì mấy trăm người. Đánh một trận thăng một cấp, hình thức đánh kim tự tháp. Nếu như muốn có được đa vàng thì không thể để thua được. Có 7 đa vàng, năm ngoái Đặng Long đoạt được 4 cái. Năm nay tất cả mọi người đều coi Đặng Long là đối thủ. Năm ngoái cậu thắng ở chỗ của chúng ta, đoạt được đa vàng hạng cân 51kg. Năm nay tôi đang nghiên cứu rồi, sẽ không có đối thủ đâu. Hạng cân 54kg và 60kg năm nay chúng ta phải đoạt được. Chúng ta phải tìm hiểu xem hai người đó như thế nào. Có hai đối thủ đi đánh công cùng một nhóm, có nhiều cơ hội thắng hơn đó. Nếu như muốn đánh thắng Đằng Long, đồng thời phải đoạt luôn đai hạng cân 57kg. Vậy cậu Giang ở Đằng Long đánh 10 trận sẽ thắng 10 trận. Trong nhóm hạng cân 57kg, cậu Lực của chúng ta muốn thắng cậu Giang không phải chuyện dễ. Dễ, tập trung luyện tập cho Lực. Năm nay phải thắng Đằng Long. Nè, đánh vào quả cầu này quan trọng nhất là phải đánh vào trọng tâm. Tay giơ cao, 1, 2, 1, 2. Còn nữa nghe, mắt phải nhanh nữa đâu. Đây, nè, làm thử đi. Đầu tiên đưa tay trái để trước. Để tôi, ừ. Tay trái đánh từng cái một. Tay trái, đúng rồi. Đánh một tay không khó lắm, đánh luôn hai tay mới khó hơn nhiều đó. Đúng rồi, đúng là khó hơn nhiều. Đúng không? Nè, cậu thử luyện đánh liên tiếp hai tay, không ngừng thử coi ha. Đúng rồi, giờ cậu luyện tốc độ đánh ra thử. Tập trung lực phản ứng và phối hợp cơ thể. Bước đầu khó tránh những chuyện vậy. Tôi phải luyện đến 3 tháng mới đánh nhuần nhuyễn được đó. Khó lắm. Rồi, tiếp tục đi. Lực à? À, anh Hào. Tôi đã chạy 40km chưa? Dạ chưa. Vậy còn đứng đây, mau chạy bộ đi. Dạ. Ừ.
Xém bị mày đụng trúng rồi. Đánh hay lắm. À, anh Đình. Chào anh. Luyện lâu chưa? Dạ không, cậu Lực mới dạy cho em thôi. Cậu rất có năng khiếu, có nhiều người luyện một năm mới đánh được vậy đó. Cố gắng lên. À, dạ biết rồi. Yes. Alo. Anh đã đến đón em đi ăn mà. Sao giờ còn chưa tới? Phải á, anh quên mất tiêu. Anh không đi ăn với em đâu, anh còn phải luyện tập nữa. Em thật sự có chuyện muốn nói với anh nè. Ăn cơm là chuyện nhỏ. Hồi nãy Du Quyền anh Đình đó nói anh rất có năng khiếu đó. Bây giờ cả người của anh tràn đầy sinh lực, rất muốn được đánh tiếp. Chút nữa sẽ đi ăn cơm với em nha. Ok, bye bye. Hát Cảo, đừng sợ, đừng sợ. Đừng sợ nha. Nè, cô đi đường có dùng mắt nhìn không vậy? Còn anh có dùng não chạy xe hay không? Thím Hai, cô không muốn sống cũng đừng hại tôi chứ. Chú Hai à, muốn về từ từ chứ. Không thấy tôi sắp qua đường hay sao? Muốn đương nhiên là thấy hả? Cô rồi. Nhưng mà ai ngờ mấy người đột nhiên dừng lại tại để ngắm phong cảnh mà. Chứ chuyện gì vậy Hát Cảo? Sao vậy hả? Không sao hả? Không sao thì tránh ra giùm đi. Nè nè nè, muốn bỏ đi hả? Anh làm nó sợ hết hồn rồi. Nó mà có chuyện gì anh chịu trách nhiệm đó. Ờ, à, tống tiền hả? Lấy con chó này ra bắt tôi đền cho cô hay sao? Ai thèm tống tiền anh, nó sủa lớn như vậy chứng tỏ nó đang bị thương. Cô lại lớn như vậy, bộ cô cũng bị thương hả? Xin lỗi cô đi. Cô tưởng tôi là tên khờ sao? Tôi không bao giờ xin lỗi suốt vặt đâu. Báo cảnh sát đi, dẫn nó đi kiểm tra. Nó bị thương tôi sẽ xin lỗi nó. Được, báo thì báo, ai thèm sợ anh. Há cảo, đi mua há cảo ở tiệm ăn đó. Anh ơi, anh có thấy con chó của tôi không? Tôi không thấy. Anh ơi, có thấy con chó tôi không vậy? Chắc nó chạy qua bên kia. Cô qua bên đó coi đi. Há cảo, mẹ ở đâu vậy? À, chào ba, đóng cửa tiệm ha, có cần con giúp không? Hey, còn muốn phụ ba về sớm chút đi. Đi làm về lại còn đi chơi lung tung nữa. À, chú Nhân, con đã gắn thêm cục lạnh vào tủ rồi. Nếu vẫn chưa đủ đâu, chú cứ nói với con nha. Cảm ơn cậu nha. Chà, gắn cục lạnh mà anh cũng biết. Anh cũng giỏi thật ha. Ý là cậu cũng giỏi chứ gì. Chứ gì nữa. Nè, gì đây? Theo dõi tao phải không? Còn biết nó hả? Mau dẫn nó về trả lại cho người ta đi. Còn đâu có biết. Tập nhất nè, chỗ ở của anh cũng hơi rộng, hay là anh nuôi nó đi? Cậu nuôi đi. Không được đâu. Không biết của ai mà lấy là ăn trộm đó. Con chó này đẹp như vậy, hay là trả nó về cho chủ của nó đi. Còn đâu có biết chủ của nó là ai, làm sao mà trả đi. Cùng lắm con đưa nó tới hội yêu động vật cũng được. Mày sao vậy? Mày là Há Cảo hả? Há Cảo, sao mày ở đây vậy hả? Cô gái hồi nãy cô kêu nó là Há Cảo, sao anh biết tên nó vậy? Có phải cậu gặp cô đó ở Vịnh Thổ Qua hay không? Con chó nói cho anh biết hả? À, con chó khôn, quả thật không thể nào. Con chó này giống là của tôi mà. Vậy mà cũng tìm được cậu, đúng là chó khôn thiệt. Mỹ, Tất Đệ, giúp tôi một chuyện được không? Chỗ này hả? Nhờ cậu dẫn nó lên trên lầu giùm ba tôi. Nè, làm vậy sao được? Lỡ như người ta hỏi tôi trả lời sao đi? Chẳng lẽ nói là con chó kêu tôi dẫn về nhà hả? Cậu cột nó trước cửa rồi xuống đây. Nó không có gì đeo, làm sao mà cột đây? Tìm đại sợi dây nào cũng được. Không thì bấm chuông cửa rồi đi ngay. Ơi, thôi được rồi, sợ anh luôn. Đi thôi. Nè, bạn cũ của anh không chịu đi kìa. Nghe lời đi Há Cảo, mày về nhà đi.
sư phụ đang lo cho mày đó. Nè, ngoan đi, ngoan, về đi. Phiền nhất chính là mày đó. Đừng có lười nữa, đi nhanh lên đi. Ê, đi nhanh lên đi. Đi đi. Nè, 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 nè. Ông chủ á, ông chủ. Hợp tác giùm một chút đi được không? Hợp tác giùm chút đi. Hả? Được không? Hát cẩu. Hát cẩu. Hát cẩu. Mày đi đâu vậy chứ? Mày biết tao lo cho mày hay không? Ê, sao lại là anh? À, anh đang trộm chó của tôi. Nè, cô đừng có nói bậy nha. Ê, chó võ quán chúng tôi mà anh cũng dám trộm hả? Tôi chỉ là dắt nó về nhà thôi mà. Ai tin? Sao anh biết nhà nó đây mà dẫn về? Phải đó. À, đúng đó. Biết là biết. Tôi dẫn nó về rồi. Cô dẫn nó hay không thì tùy mấy người. Nè, đứng lại. Bò bò, tìm thấy hát cảo ở đâu vậy? Là anh đang trộm hát cảo. Nè, cô không được nói bậy nha. Tôi không có ăn trộm chó của cô. Chính là anh. Đây nè, mấy người tới. Đứng lại. Mấy người làm cái gì vậy? Hát cảo. Làm cái gì vậy? Hát cảo. Hát cảo. Có chuyện gì vậy? Không biết tại sao nó sủa không ngừng. Hát cảo, mày làm sao vậy chứ hả? Được rồi hát cảo. Hát cảo đừng sủa nữa có được không? Tam sư huynh. Là Tam sư huynh à? Là người qua bên Thái rồi không có tin tức gì hết đó. Đó, chính là anh ấy đó à? Anh ấy của tôi dẫn hát cảo về nhà đó. Là anh ta đó. Phải đó. Nè, anh mau kể chuyện này cho mọi người biết rõ ràng giùm đi. Sư thúc, Tế Tường, Thập Nhất, thì ra đúng là thằng nhóc thúi này. Cuối cùng con cũng chịu xuất hiện. Con có biết sư phụ lo cho con lắm không? Lần này là cậu cố ý đến thăm sư phụ hay là vô tình đi ngang qua đây vậy? Đã lâu không gặp, hay là lên nhà nói chuyện tiếp đi. Phải đó, sư phụ đi học ở sở thể thao cũng sắp về tới rồi. Hả? Đúng đó, nên gặp mọi người đi. Tôi cũng muốn được tham quan võ quán một chút. Hả? Sư huynh à, Thập Nhất nó cũng về rồi, thôi bỏ đi. Là con chó đã dẫn nó về. Sư phụ, con xin lỗi. 10 năm trước, cũng chính nơi này, ta đã nói với hai sư huynh, hai con là bảo bối của ta, một khi thi đấu phải đoạt lấy đai vàng. Sang Thái Lan học thêm cũng không sao, chứ các con lúc nào cũng phải ghi nhớ, các con là người của quyền quán Đặng Long, phải ghi nhớ sư phụ dạy tụi con làm người thế nào. Không ngờ, chỉ một mình thằng Đình quay trở về, con bỏ thầy suốt 10 năm trời. 2 năm trước, thầy biết con được ra tù, thầy còn sai người qua Thái Lan để dò tung tích của con. Thì ra con đã về Hồng Kông từ lâu rồi. Thầy không biết con mất trí hay là không biết đường về Đằng Long đây. Con không còn mặt mũi nào gặp thầy. Sư phụ à, thầy đừng có trách Thập Nhất nữa. Năm đó con cũng không coi chừng nó, con cũng có trách nhiệm. Trâu không uống nước ai ép được trâu chứ. Mấy đứa không ai đừng nói giúp cho nó hết đó. Vậy chuyện con tự làm con tự chịu, không liên quan ai. Vì tham vọng quá lớn, đi qua Thái Lan con thấy võ sĩ rất nhiều, cho nên con đánh ngày đánh đêm, đánh tới khi các võ sĩ Thái Lan đều nói con mạnh nhất. Con phát hiện đánh Việt Anh không những nổi tiếng mà còn có thể kiếm tiền. Ở nơi đó con kiếm được rất nhiều tiền. Có nhiều tiền con mới được sống chung với Mẫn, không để cho bà cô ấy xem thường con. Con dự định kiếm đủ tiền sẽ ngừng đánh, nhưng mà có kiếm được bao nhiêu cũng không biết đủ. Cứ giống như lòng tham vô đáy vậy. Đánh xong một trận lại một trận. Cái gọi là võ đức con hoàn toàn không nhớ. Con chỉ biết là muốn đánh với con. Con sẽ không bao giờ cho người đó đứng dậy. Mẫn xin con đừng đánh chỗ trời đen nữa, bởi vì con trai con sắp ra đời rồi. Nhưng vì đứa con, dù sao con cũng phải đánh một trận với Sát Sai. Sát Sai là võ sĩ rất nổi tiếng. Nếu con đánh thắng được hắn, con sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đó con nghĩ mình phải đánh ngã hắn, đánh thắng hắn.
Con không ngờ sát sai thật sự không dậy nổi. Vì anh ta đã chết. Con đã đánh anh ta chết. Tội danh mưu sát đã được thành lập. Buộc tội phải ở tù 7 năm. Bị cáo còn gì để nói bào chữa cho tội danh của mình không? Mạng sống con người như vậy mà kết thúc. 7 năm đó con ở trong tù, không đêm nào ngủ ngon giấc. Sau đó Mẫn bị bệnh chết. Con không còn gì nữa. Con nghĩ đến cái chết, nhưng con không có dũng khí. Con còn có bé Cát, con vì con trai mình, con phải giữ lấy cái mạng này. Sư phụ, thầy không nên có đệ tử hư đốn như con. Con đã làm thầy mất mặt. Con sai rồi. Quyền anh không phải là như vậy. Sao không chịu về Đàn Long? Sư huynh à, tránh ra. Đúng là thầy giận con. Thầy giận con sẽ không chịu làm lái từ đầu. Nghĩ đến ở Chợ Đen là sai, giết người lại càng sai hơn nữa. Nhưng lúc đó con chỉ vô ý, trong lòng không hề có ý định giết người. Con cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải biết đứng lên, không nên trốn tránh không chịu gặp ai. Một ngày làm thầy, suốt đời cũng là thầy. Con có hiểu không vậy? Một ngày làm thầy là cả đời làm thầy. Con hiểu không? Sư phụ, con hiểu rồi.有人在信歌，越练越勇，热血有气性与冲动，有时凝重，心中的火焰更闪光，越烧越重，看血里再布我的网，不惜自信，亦出一片天空。